Tâm điểm của các trang báo sáng nay tiếp tục là những thông tin liên quan đến tình hình dịch Covid-19. Báo Thanh niên đưa tin hôm qua 4 tháng 5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên 13 bệnh nhân Covid-19 tại Bình Phúc, Hà Nam và Hà Tĩnh. Theo đó, các bệnh nhân này đều nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ và Anh. Theo báo Thanh niên cho biết, tại Vĩnh Phúc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đều là nhân viên quán Ba Sinh Thi giải trình từ gen cho kết quả các bệnh nhân này nhiễm chủng B.1.617.2 là biến thể của Ấn Độ. Ngoài ra, Diện vệ sinh dịch tễ Trung ương còn lấy 10 mẫu là bệnh nhân tại Hà Nam, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Tất cả 10 mẫu này đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7 là biến thể của Anh. Theo Bộ Y tế, các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ và Anh đều được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh. Thông tin về công văn khẩn của Cục Y tế Dự phòng gửi các tỉnh thành phố về việc thực hiện cách ly tập trung được nhiều báo đăng tải. Và nội dung được báo Sài Gòn Giải phóng nhấn mạnh khi đưa tin đó là tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly 14 ngày và có hai lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nguyên nhân mà Bộ Y tế quyết định không cho người đủ điều kiện hết cách ly ra khỏi khu cách ly tập trung như trước, được báo Sài Gòn Giải phóng cho biết là do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 làm lây lan dịch bệnh. Thời gian Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện quy định này từ ngày 4 tháng 5 cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Báo tuổi trẻ hôm nay có một thông tin đang được dư luận tỉnh Sóc Trăng bàn tán xôn xao, đó là việc yêu cầu tất cả học sinh đi ra khỏi tỉnh trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua trở về nhà cách ly 14 ngày. Lý do các địa phương của tỉnh Sóc Trăng đưa ra khi áp dụng quy định này là để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều này khiến phụ huynh lẫn học sinh rất bất ngờ. Trả lời báo tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Quận, bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng cho biết, không phải các trường trên địa bàn cho các em nghỉ học, mà những trường hợp đi ngoài tỉnh trở về phải cách ly tại nhà 14 ngày. Liên quan đến quy định này, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, sẽ làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để rà soát lại danh sách các em đi ngoài tỉnh. Những trường hợp đi ngoài tỉnh nhưng không phải dùng dịch sẽ xin ý kiến trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh quyết định cụ thể. Liên quan đến vụ việc sản phẩm ST25 bị đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ vừa cho biết, nhãn hiệu ST25 của một doanh nghiệp Mỹ đăng ký được công bố trên công báo nhãn hiệu Mỹ vào hôm qua, ngày 4 tháng 5. Và sau 30 ngày, nếu không có bên thứ ba nào nộp đơn phản đối thì nhãn hiệu sẽ được bảo hộ. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời, luật sư Lê Quang Vinh, công ty sở hữu trí tuệ Bros và cộng sự tại Mỹ cho biết Hiện có tổng cộng là 5 đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến gạo ST25 nộp tại cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ. Tuy nhiên, ông Hồ Quang Cua và các nhà khoa học tạo ra giống lúa ST25 vẫn có đủ thời gian chuẩn bị và nộp đơn phản đối chính thức tại Mỹ đến ngày 3 tháng 6 năm 2021. Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã trao đổi với đại diện cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ và khẳng định nguồn gốc giống lúa ST25 do nhóm các nhà khoa học Việt Nam sáng chế. Giống lúa này đã đạt giải nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Philippines và giải nhì năm 2020 tại Mỹ. Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến sự việc để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong vụ việc này.